Toll. Vâng, anh em, này là tôi đi đắp sông bắt ốc. Đang ở trên vực mần nhá. Đầu xuân năm mới khai xuân. Trời vẫn đang âm u nhưng mà tôi vẫn đi chơi vui cho nó thoải mái. Ở đây mạng hơi kém nên không phát vào đồ được. Nè. Bấm này. Bấm này. Đây, xong chiều bấm liên tục này. Được không? Có mấy tích bấm của ạ? Đây, tích bấm cái cài nằm mà. Được không? Tích bấm nó dầu cản loại chép Phục Châu nước sáng. Đấy. Chết thể đã kích mình, bình bằng điện mình nhá. Đây này. Tôi sẽ ăn triệu hà. Yeah. Thứ măn khờn mới bốc cái làm gì hơi hơi ít rồi. Măn khờn hơi hơi ít rồi. Để nghiến lại bác. Nghiến lên đây kích vào. Hoàng đi ôm lá cây với Hoàng. Ôm lá cây ở kia. Thế bác Hiền chặt đến đâu thì ôm về vứt ở đống ấy. Nha. Đi nấu à? Hay. Nó làm dầu dùng à. Nó nhẹ mấy lúc ảng. Có vật câu nọc lão mà một đoạn đi nấu mất tiêu hòn có vật nó mà nó mùi đài là bằng nhựa loại loại ít à. Kiếm kém nó ít à. Cái sợi sợi nó ít đấy. Quán cà rít pin xẹt nè. Cái thỏng này thật là mùi nó ngày nó mới hai mấy. Éo mình thì thật mùi nữa. Khơn xíu nữa. Dùng kích 2020 nhá. Rồi lại rô thì không phải chạy được. Nghĩ dầm hoặc dầm chuyện hỏng gọn ngay. Mực sục của nước họ có máu bắt một người hơn. Nghe nó sẽ cản mỏ đi, hắn cản nó phải xít. Ông nghiến kích mà, sâu về nè. Sức lòng ăn con đấy. Đúng chưa? Đây là anh hỉ. Mà nó bị hạp vậy nghe quay á. Ngầu hạt trực tiếp cho mình thì mình đây.